Năm 2013, truyền thông Nhật Bản tung ra một mẩu tin bom tấn ngay lập tức gây náo động cả nước. Nhân vật chính trong bản tin này không thuộc giới chính trị, không phải diễn viên nổi tiếng, mỹ nam hay mỹ nữ, nhưng ngược lại được rất nhiều người biết đến kể cả trong và ngoài nước. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án Thế giới. Ishamu, người đàn ông 75 tuổi sống một mình ở thành phố Muko, Tokyo. Vợ Ishamu đã qua đời nhiều năm trước, các con đều đã lớn và không còn ở bên cạnh chăm sóc ông được nữa. Mỗi tháng, Ishamu nhận được một khoản lương hưu đủ sống, chẳng cần phải xin phí sinh hoạt từ con cái. Nhưng việc hàng ngày luôn lủi thủi trong nhà, chẳng biết tâm sự cùng ai khiến Ishamu trở nên cô độc, có những thứ bất tiện không thể nói ra. Năm 2013, Ishamu quyết định tìm bạn đồng hành. Ông đăng ký thông tin của mình vào một công ty môi giới hẹn hò dành cho người lớn tuổi. Dịch vụ này sẽ giúp họ kết nối, tìm được nửa còn lại của mình. Không lâu sau, Ishamu gặp được một đối tượng là bà Chisako, 65 tuổi, đến từ thành phố khác. Chisako mô tả về bản thân trong hồ sơ là mình thích đọc sách, nấu ăn, du lịch, làm vườn, lái xe và xem bóng đá. Bà rất mong tìm được người có điều kiện tốt, kinh tế ổn định, đặc biệt phải thành thật với đối phương. Chisako cũng yêu cầu người kia phải lớn tuổi hơn mình, không sống chung với con, không mắc bệnh. Ishamu cảm thấy Chisako chính là người phụ nữ mình đang tìm kiếm, hơn nữa tiêu chuẩn đặt ra của hai người cũng tương đối phù hợp. Sau khi tiếp xúc một thời gian, Ishamu có ấn tượng rất tốt với Chisako. Chisako trước đây cũng từng trải qua nhiều mối tình nhưng kết quả đều chia tay. Sau gần 2 tháng tìm hiểu, Chisako và Ishamu quyết định tiến tới hôn nhân. Chisako đương nhiên cũng chuyển đến sống chung với chồng mới. Sau khi tái hôn, Ishamu trẻ ra nhiều vì ông không phải lo chuyện giặt giũ nấu nướng. Chisako rất mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, mặc dù tuổi đã cao nhưng một mình bà vẫn chơi cổ phiếu, kinh doanh nhỏ lẻ để kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Ishamu cũng không phản đối việc làm của vợ, cứ để cho bà thích làm gì thì làm. Ban đầu, cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng già rất êm ấm, nhưng không lâu sau đó, họ đã xảy ra xích mích, thường xuyên cự cãi, kể cả chuyện lớn hay nhỏ. Nguyên nhân là do công việc kinh doanh của Chisako không được suôn sẻ, bà bị mắc nợ và luôn hỏi tiền chồng. Ishamu không phải là người tính toán nên đương nhiên sẵn sàng giúp vợ. Mặc dù Ishamu đã rút hết tài khoản tiết kiệm nhưng vẫn không đủ. Dần dần, từ vấn đề tài chính mà đôi bên xảy ra bất hòa. Chisako biết chồng khó chịu nên ngừng đòi tiền. Chisako quyết định làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có trong thành phố. Ngày 28 tháng 12 như thường lệ, Chisako ra ngoài vào lúc sáng sớm. Ishamu ở nhà phụ một số công việc vặt. Khi hoàn thành công việc và trở về nhà vào buổi chiều cùng ngày, bà Chisako bỗng thấy chồng mình nằm bất động dưới sàn. Bước tới kiểm tra, Chisako hốt hoảng khi phát hiện ra Ishamu hơi thở thoi thóp. Nghe thấy tiếng la hét, người hàng xóm kế bên vội vã chạy qua xem tình hình. Họ đề nghị bà Chisako gọi cứu thương. Tuy nhiên khi xe cứu thương chưa đến nơi thì ông Ishamu đã qua đời. Trước sự ra đi đột ngột của chồng, bà Chisako không ngừng kêu khóc vì suy cho cùng, hai người họ chỉ mới kết hôn không lâu. Bà Chisako tiết lộ chồng mình dạo gần đây sức khỏe không tốt, phải thường xuyên sử dụng thuốc. Thời điểm đó mọi người đều tin rằng ông Ishamu bị đột quỵ do không được can thiệp kịp thời nên đã tử vong. Không bao lâu sau khi ông Ishamu được chôn cất, hàng xóm xung quanh nhận ra một số điểm bất thường. Bà Chisako không có bất cứ cảm giác gì gọi là đau khổ, giống như lúc phát hiện chồng mình gặp chuyện. Bà hay đi về đêm, ăn mặc cầu kỳ, trò chuyện giòn giã, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, thậm chí là còn cặp kè với người khác. Hay tin bố mất, hai người con của ông Ishamu vô cùng đau buồn, nhưng do họ đi làm ăn xa nên không kịp về tiễn đưa. Sau khi nghe chuyện xảy ra giữa bố và dì, họ đã âm thầm quan sát biểu hiện của Chisako và xác nhận những lời nói của hàng xóm là có thật. Cả hai bắt đầu dấy lên nhiều nghi ngờ, có lẽ sự ra đi của bố mình không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Hai người con khẳng định ông Ishamu trước giờ sức khỏe rất tốt, ông rất sợ cái chết nên nếu như cảm thấy bất ổn trong người thì luôn gọi điện cho con biết tại sao lần này thì không. Hàng xóm cũng kể rằng hôm trước gặp Ishamu, ông vẫn cười nói vui vẻ, thậm chí còn chạy bộ thể dục, không giống như người đang phải phụ thuộc vào thuốc như những gì bà Chisako nói.
Một điểm khác thường nữa đó là Chisako nằng nặc đòi chôn cất chồng sớm nhất có thể, trong khi hai người con thì đề nghị chờ họ về để nhìn mặt bố lần cuối. Nhận thấy có nhiều điểm nghi ngờ từ mối quan hệ bất hòa của hai vợ chồng cũng như biểu hiện bất thường của Chisako, mọi người đều ủng hộ hai người con của Isamu đi báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cùng với sự cho phép của gia đình, thi thể của ông Isamu đã được khai quật để các bác sĩ pháp y tiến hành quá trình khám nghiệm tử thi. Quả nhiên, báo cáo pháp y cho thấy một lượng lớn cyanua trong tim, máu và dạ dày, cũng như sự ăn mòn trong dạ dày của ông Isamu. Theo như chia sẻ của các bác sĩ, cyanua là chất cực độc, thậm chí được liệt vào danh sách những chất độc nhất ở trong các chất độc. Chúng được hấp thụ nhanh vào cơ thể, ức chế rất nhanh, mạnh với hô hấp tế bào. Một liều rất nhỏ cũng có thể gây tử vong. Bệnh nhân tử vong nhanh thường do suy hô hấp, co giật. Chi tiết này khiến cho cảnh sát và những người có mặt vô cùng bàng hoàng. Một người bình thường nếu như sử dụng cyanua thì chỉ có thể xảy ra hai trường hợp. Họ muốn kết thúc cuộc đời mình hoặc là bị ai đó hãm hại. Bởi vì cyanua vốn là chất kịch độc, không được bày bán phổ biến giống như là các loại hàng hóa khác. Nhận thấy sự ra đi của Isamu rất có vấn đề, cảnh sát ngay lập tức thành lập tổ chuyên án. Trước tiên, họ muốn xác định Isamu có phải uống thuốc độc tự tử hay không. Hàng xóm gần nhà tiết lộ với cảnh sát rằng, một ngày trước khi Isamu tử vong, ông ta còn đặc biệt mời bạn bè hôm sau sang nhà mình chơi. Bà Chisako sẽ chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn. Mặc dù thời điểm đó gia đình Isamu có một số trục trặc, nhưng những người ở gần chưa bao giờ nghe thấy ông phàn nàn hay nói muốn chấm dứt cuộc đời. Trái với những chia sẻ của hàng xóm, bà Chisako thì lại cho rằng chồng mình rất chán nản, từng có ý định tự vẫn, nguyên nhân là do trục trặc về vấn đề tài chính thời gian gần đây. Sự đối lập trong hai lời khai khiến đội điều tra càng thêm nghi ngờ. Sau khi lấy lời khai từ nhiều phía bao gồm người thân, hàng xóm và con cái của Isamu, lực lượng chức năng không tin phương án ông tự vẫn nên vẫn quyết định tiếp tục thu thập manh mối. Cuộc điều tra về vợ của nạn nhân Isamu, bà Chisako, khiến mọi người phải há hốc mồm. Khi cảnh sát điều tra về quá khứ của Chisako, họ phát hiện ra rằng bà đã kết hôn đến 4 lần và có rất nhiều bạn trai. Điều bất thường nằm ở chỗ, tất cả những người đàn ông lớn tuổi mà bà đã hẹn hò đều qua đời vì bệnh tật hoặc tai nạn. Isamu kết hôn với Chisako vào tháng 11 và qua đời vào ngày 28 tháng 12 vì ngộ độc chất cyanua. Không bao lâu trước khi kết hôn với Isamu, vào tháng 9 năm 2013, người chồng sắp cưới của Chisako đã đột ngột qua đời sau khi dùng bữa tối với bà. Quay ngược lại thời gian, vào tháng 3 năm 2012, người chồng sắp cưới 71 tuổi của Chisako qua đời trong một tai nạn ô tô trên đường về nhà sau buổi đi chơi với vợ. Trước đó, vào năm 2009, bạn trai của Chisako cũng được thông báo qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Năm 2008, người chồng thứ 3 của Chisako qua đời ở tuổi 75 không rõ lý do. Năm 2007, một doanh nhân bất ngờ ngã xuống đất và co giật khi bước vào bãi đậu xe sau buổi hẹn hò ăn tối với Chisako tại một nhà hàng. Sau tai nạn, vị doanh nhân này mất đi khả năng di chuyển, cuối cùng qua đời sau 2 năm nằm liệt giường bệnh. Năm 2006, chồng thứ hai của Chisako qua đời vì đột quỵ ở tuổi 69. Người chồng đầu tiên của bà qua đời vào năm 1994 vì bạo bệnh. Cảm thấy có quá nhiều điểm bất thường nên đội điều tra đã trở lại thẩm vấn Chisako cùng với báo cáo khám nghiệm tử thi của Isamu. Đối diện với lực lượng chức năng, bà Chisako tỏ ra yếu đuối và bật khóc vì bị nghi ngờ có liên quan. Biểu hiện này khác hoàn toàn với sự bình tĩnh mà hàng xóm mô tả về Chisako sau khi chồng vừa mất. Chisako giải thích một người phụ nữ hiền lành chân yếu tay mềm lại rất yêu chồng như mình thì sao có thể làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy được. Đội điều tra tất nhiên không tin lời giải thích bởi vì những manh mối họ thu thập được trước đó đều chỉ ra Chisako chính là nghi phạm trong vụ án. Cảnh sát tiến hành một cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Tuy nhiên, trong suốt quá trình, Chisako luôn thể hiện thái độ bình tĩnh, vẫn duy trì lối hùng biện này, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Để tìm thêm bằng chứng, cảnh sát quyết định khám xét căn hộ của hai vợ chồng Isamu. Cuối cùng, họ tìm thấy bơm tiêm, sách y tế và chất cyanua còn sót lại trong thùng rác. Đồng thời, chất lỏng cyanua đóng gói cũng được tìm thấy ở trong chậu hoa bị Chisako bỏ đi sau vườn. Những manh mối này tất cả chỉ ra rằng Chisako là người đứng sau cái chết của chồng mình. Sau khi biết được cảnh sát đã thu thập bằng chứng quan trọng tại nhà, Chisako không còn thái độ phản kháng như trước nữa,
bà ta đã chịu thừa nhận tội ác của mình. Chisako cho biết cyanua được lấy từ nhà máy in nơi mình làm việc trước đây. Chisako không hành động một cách công khai mà bỏ loại chất độc này vào thuốc và các thực phẩm chức năng của chồng. Mục đích của tất cả những hành động này là để sát hại Isamu thừa hưởng tài sản kếch xù của ông. Sự thật cuối cùng cũng được tiết lộ, án mạng của Isamu là do Chisako gây ra. Nhưng cuộc điều tra thì vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì cảnh sát nghi ngờ tai nạn của những người đàn ông từng ở bên cạnh Chisako cũng là do bà ta gây ra. Bởi vì không thể nào có sự trùng hợp đến bất thường như vậy, chắc chắn ở bên trong chứa nhiều uẩn khúc. Căn cứ vào những suy luận này, cảnh sát Nhật Bản nhanh chóng mở một cuộc điều tra sâu hơn. Tuy nhiên, trở ngại hiện tại đó là vì những người đàn ông mà Chisako từng hẹn hò đều khoảng 70 tuổi nên cái chết của họ thường được coi là đúng theo quy luật tự nhiên. Đa số các thi thể đều không được khám nghiệm mà đưa đi hỏa táng. May mắn trong quá trình điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng thu thập được một số manh mối quan trọng. Theo đó, hai tháng trước vụ án Isamu, chồng trước của Chisako, Honda Masanori đã gặp tai nạn sau khi dùng bữa với bà. Masanori được đưa đến bệnh viện trước khi tử vong nên bệnh viện đã giữ lại một phần máu của ông. Sau khi giám định pháp y, quả nhiên các bác sĩ phát hiện ở trong máu của Masanori có chứa chất độc cyanua. Ngoài ra, theo như hồ sơ bệnh án của bệnh viện, cảnh sát phát hiện thông tin có chất cyanua ở trong cơ thể người chồng thứ ba của Chisako qua đời vào năm 2008. Máu của một doanh nhân nhập viện sau khi dùng bữa tối với bà vào năm 2007 cũng chứa cyanua. Mặc dù hầu hết những người đã khuất đều không được điều tra kỹ về nguyên nhân, nhưng sự ra đi của ông Isamu Masanori khá giống nhau nên đội điều tra suy đoán khả năng cao Chisako đứng đằng sau tất cả những sự việc này. Cảnh sát Nhật Bản vẫn đang tiếp tục điều tra bằng mọi cách thuyết phục cho bằng được Chisako khai ra toàn bộ tội ác mà mình đã thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Quá trình tìm hiểu chuyên sâu, cảnh sát cũng tính toán rằng Chisako đã nhận được hơn 1 tỷ yên từ tài sản thừa kế và tiền bảo hiểm của những người chồng đã khuất. Số tiền này quy đổi ra là khoảng 166 tỷ tiền Việt, một con số được đánh giá là tương đối lớn. Tuy nhiên, khoản này Chisako phần lớn đã lấy đi đầu tư và bị lỗ nặng nên số tiền còn lại không bao nhiêu. Theo như tìm hiểu được, trong suốt nhiều năm qua, bà ta đã gặp gỡ hàng chục người đàn ông thông qua hàng chục công ty dịch vụ hẹn hò. Đối với những người đàn ông có quan hệ sâu sắc với Chisako, cô ta thường yêu cầu họ ký một văn bản cam kết, trong đó hứa tặng toàn bộ tài sản thừa kế sau khi qua đời. Chisako cho rằng đây là cách đơn giản nhất để bạn trai bày tỏ sự chân thành đối với mình. Trong hàng chục người này, cảnh sát suy đoán có nhiều người đã mất mạng dưới tay Chisako. Nhưng vì không có bằng chứng nên đội điều tra chỉ có thể truy tố Chisako vì nghi ngờ các vụ án nói trên. Trong thời gian hầu tòa, Chisako nói mình bị bệnh Alzheimer nên không thể nhớ gì cả và liên tục khẳng định mình vô tội. Tuy nhiên, bác sĩ tiến hành giám định tâm thần Chisako cho biết đã thực hiện kiểm tra 10 lần và xác định chứng mất trí nhớ ở bà ta ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đến việc thực hiện tội phạm. Trong phiên tòa lần thứ hai, Chisako bất ngờ thay đổi thái độ, bà ta thú nhận giết người hàng loạt. Điều rùng rợn hơn nữa là Chisako thực sự đã nói rằng cho dù có bị kết án tử hình thì mình cũng sẽ nở nụ cười trên môi. Lúc này, khi những thông tin về vụ sát hại chồng dần được tiết lộ thì nhiều người tỏ ra thắc mắc. Họ không hiểu lý do vì sao một người phụ nữ gần 70 tuổi lại có những hành động điên cuồng như vậy thay vì sống phần đời còn lại một cách bình yên. Tất cả có lẽ sẽ được giải đáp sau khi tìm hiểu thông tin về hoàn cảnh cũng như là quá trình lớn lên của Chisako. Chisako sinh ra ở thành phố Nagasaki, Nhật Bản vào năm 1946. Vì mẹ Chisako mang thai trước và không được sự chấp thuận của hai bên gia đình, nên sau khi Chisako vừa chào đời, bà đã bán con cho cặp vợ chồng hiếm muộn ở Kita Kyushu. Chisako lớn lên với cha mẹ nuôi ở Kita Kyushu, khi còn nhỏ rất thông minh, hoạt bát và có thành tích học tập tốt, thậm chí còn là học sinh giỏi nhất lớp tại cấp tiểu học và trung học cơ sở. Thời điểm đó, địa vị xã hội của những người phụ nữ Nhật Bản không cao, hầu hết họ không được học lên đại học, tốt nghiệp cấp 3 thì sẽ ra ngoài tìm việc. Chisako tuy rất mong muốn tiếp tục con đường học vấn nhưng không được gia đình chấp thuận. Chisako tốt nghiệp cấp 3 với thành tích xuất sắc và tìm được việc làm ở ngân hàng. Không lâu sau, cô ta gặp người chồng đầu tiên của mình là Yano. Chisako nhất quyết cưới anh ta bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía gia đình. Tuy nhiên không lâu sau, Chisako cho rằng đây là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời của mình.
Gia đình Yano ở nông thôn, theo phong tục Nhật Bản lúc bấy giờ, Chisako phải bỏ công việc với mức lương ổn định ở ngân hàng và về nông thôn sống cùng gia đình chồng. Suốt ngày quanh quẩn với công việc đồng áng, dường như không có thời gian để chăm sóc vẻ bề ngoài. Cuộc hôn nhân êm đềm nhưng Chisako lại không hề hạnh phúc. Cô luôn đặt yêu cầu cao ở bản thân, có lòng tự trọng và kiêu hãnh mạnh mẽ, mong muốn đạt được thành tựu riêng, tạo ra sự khác biệt trong xã hội. Nhưng hiện tại, Chisako đang làm nông ở nông thôn và không có điều kiện để phát huy tiềm năng của mình. Vì bực dọc trong người, Chisako bắt đầu xảy ra mâu thuẫn với chồng. Năm 1994, sự ra đi của người chồng đầu tiên đã cho phép cô ta sống được là chính mình. Kể từ khi Yano mất, Chisako thường xuyên lui tới các câu lạc bộ giải trí và truy cập vào các trang web hẹn hò phổ biến. Đối tượng nhắm tới của Chisako là những người lớn tuổi sống một mình, càng lớn tuổi càng tốt. Cô không yêu cầu đối phương phải có sức khỏe, nhưng điều kiện bắt buộc là họ hàng của những người lớn tuổi đó không sống cùng thành phố. Trên thực tế, việc đặt ra những tiêu chí này là một phần trong kế hoạch hành động của cô ta. Chisako rất thông minh, hiểu rõ sở thích của những người già độc thân ở Nhật Bản. Cô ta có thể chăm sóc người khác, khiến họ hài lòng và đặt niềm tin hoàn toàn vào mình. Trong quá trình nộp hồ sơ vào các công ty mai mối, Chisako đã cố tình thể hiện mình là một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống. Trong hồ sơ ghi rõ những điều như sau khi lấy chồng nhất định sẽ nghỉ việc để chăm lo cho chu đáo cho gia đình. Người vợ chỉ đưa ra ý kiến của mình nhưng không đi quá quyền hạn, tất cả mọi chuyện đều phải được sự thông qua của chồng. Chisako tỏ ra mình là người phụ nữ hiền lành yếu đuối, khiến tất cả đều bị mất cảnh giác. Trên thực tế, cô ta đầy tham vọng, hung dữ, rất biết lấy lòng người khác, đặc biệt là kỹ năng nói dối đạt đến trình độ thượng thừa. Cô ta thậm chí dễ dàng vượt qua bài kiểm tra nói dối của cảnh sát. Cho nên, việc đối phó với những người trung niên và người già là việc hết sức đơn giản. Các nhân viên ở công ty hẹn hò tiết lộ với cảnh sát rằng Chisako rất giỏi trò chuyện và có khả năng kiểm soát tốt giọng điệu. Đến cả những người trẻ còn bị lôi cuốn bởi phong thái và lời kể của cô ta. Có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao Chisako ở tuổi xế chiều vẫn có thể thu hút được nhiều đàn ông theo đuổi mình như vậy. Năm 2007, 13 năm sau khi người chồng đầu tiên qua đời vì bạo bệnh, Chisako bắt đầu mối quan hệ với ông Toshiaki Suehiro, 78 tuổi. Cặp đôi sống với nhau rất hạnh phúc. Cho đến buổi chiều ngày 18 tháng 12 năm 2007, Chisako ăn trưa với ông Suehiro và các con ông. Ông Suehiro hàng ngày đều uống thuốc bổ, cho nên Chisako càng dễ lấy viên thuốc độc cyanua làm giả viên thuốc bổ đưa cho bạn trai uống. Kết quả, chưa đầy 15 phút sau bữa trưa, ông Suehiro bất tỉnh khi đang đi bộ trên phố. Đến lúc xe cứu thương tới thì Suehiro sắp ngừng thở. Chisako đã đi cùng ông Suehiro tới bệnh viện nhưng lại khai mình tên là Hiraoka lúc nói chuyện với nhân viên cứu thương và gia đình ông Suehiro. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ra ông suýt chết sau khi bị ngạt trong. Ông Suehiro may mắn tai qua nạn khỏi và cũng là nạn nhân duy nhất còn sống trong số 4 nạn nhân, nhưng ông bị hỏng thị lực và một số chức năng cơ thể không thể phục hồi. Ông mất 1 năm rưỡi sau đó vì căn bệnh không liên quan đến vụ đầu độc. Vài năm sau, Chisako tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tiếp theo, đó là ông Masanori Honda, một người 75 tuổi khỏe mạnh. Năm 2011, căn bệnh tiểu đường của Masanori đã dần cải thiện nên ông thường xuyên tới các câu lạc bộ thể thao để rèn luyện sức khỏe. Masanori háo hức bắt đầu mối quan hệ với Chisako sau khi gặp đối phương chỉ vài lần. Mùa xuân năm 2012, Chisako bắt đầu thực hiện kế hoạch hành động. Ngày 9 tháng 3, bà ta gặp ông Masanori tại một cửa hàng và sau đó mỗi người đi một hướng. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày, Masanori bất tỉnh khi đang lái xe, chưa đầy 2 giờ sau trong bệnh viện, ông tử vong. Theo như điều tra, trong lúc chung sống với ông Masanori, bà Chisako đã bắt đầu bí mật hẹn hò với một người khác qua công ty dịch vụ mai mối. Lần này là một người đàn ông có tên Minoru Hioki, 75 tuổi, đang mắc bệnh ung thư. Trong những năm cuối đời, ông Minoru đối mặt với nỗi cô đơn và căn bệnh ung thư phổi khá nghiêm trọng. Nhưng cuộc đời Minoru dường như khởi sắc khi ông gần như chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư và đang có chiều hướng tích cực. Một trong những lý do khiến Minoru trở nên phấn chấn đó là vì ông đã vô tình gặp gỡ Chisako. Tháng 8 năm 2013, ông Minoru có vẻ như toàn tâm toàn ý với Chisako, liên tục viết thư điện tử cho bà và nói muốn sống cùng đến hết đời. Chisako thấy đối phương đủ điều kiện
nên lập tức đồng ý. Họ ngày càng gần gũi, thường xuyên ăn uống cùng nhau và qua đêm ở nhà nhau. Mối quan hệ này chấm dứt vào ngày 20 tháng 9 khi cả hai ra ngoài ăn tối, giống như ông Suehiro. Ông Minoru cũng uống thực phẩm chức năng dạng viên cho nên Chisako lại dễ dàng cháo thuốc độc. Sau khi cả hai vừa ăn tối xong thì ông Minoru lăn ra bất tỉnh. Mặc dù biết ông Minoru có con và vừa hồi phục sau khi mắc ung thư, Chisako vẫn nói dối nhân viên cứu thương rằng ông không có gia đình và đang mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi họ đề nghị hồi sức tim phổi thì Chisako từ chối, chính vì vậy ông Minoru Hiyoki đã tử vong trong vòng 2 tiếng. Sau sự ra đi của nạn nhân thứ 3, Chisako trở nên liều lĩnh hơn, bà ta càng thiết lập nhiều mối quan hệ hơn để tìm thêm nạn nhân. Đến tháng 11 năm 2013, 2 tháng sau khi ông Minoru Hiyoki qua đời, Chisako đã kết hôn với mục tiêu tiếp theo và cuối cùng, ông Isamu Kakehi, 75 tuổi. Không bao lâu sau đám cưới, Chisako lại bí mật hẹn hò với một người khác. Ông Isamu Kakehi cũng không hề cảnh giác với Chisako. Sau khi tái hôn, Isamu trở nên khỏe hơn và lạc quan về tinh thần. Cả hai sống cùng nhau tại nhà Isamu ở thành phố Muko thuộc Tokyo. Trong các đoạn tin nhắn với người vợ mới, Isamu nói muốn cố gắng hết sức để có cuộc hôn nhân thứ hai hạnh phúc và sống lâu với Chisako. Ban đầu, hôn nhân của họ rất hạnh phúc, nhưng không lâu sau lại lục đục về vấn đề tài chính. Dịp cuối năm, cả hai cùng làm bánh gạo đón năm mới, nhưng ông Isamu không sống nổi để đón thời khắc năm mới. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2013, ông trở thành nạn nhân thứ tư của Chisako. Bốn nạn nhân của Chisako sống ở bốn thành phố khác nhau, có việc làm khác nhau và không hề có mối liên quan. Những người này giống nhau duy nhất một điểm, đó là có tài sản và tiền tiết kiệm kha khá. Nhiều tiền, tuổi già và độc thân đã khiến họ trở thành mục tiêu hoàn hảo của người được mệnh danh là quá phụ đen của Nhật Bản. Quá phụ đen là tên của một loại nhện, trong đó con cái cực độc sẽ ăn thịt con đực sau khi giao phối. Người đầu tiên bị Chisako đầu độc là ông Suehiro. Nguyên nhân gây án được tiết lộ là vì ông đã cho Chisako vay 48 triệu yên, gần 8 tỷ tiền Việt. Bà ta muốn sát hại Suehiro để khỏi phải trả nợ. Hai tháng sau khi ông Suehiro qua đời, Chisako đã viết thư cho các con ông và khẳng định mình đã trả tiền cho ông Suehiro bằng tiền thừa kế của một người khác. Lá thư này khiến các con ông Suehiro sốc vì không biết bố mình đã cho vay tiền và không biết nhiều về Chisako. Họ thậm chí còn không biết tên họ đầy đủ của bà ta. Khi những người con của ông Suehiro tìm cách hỏi thêm thì Chisako bỏ đi, khiến họ không hiểu gì về cơn đột quỵ của bố mình cũng như người đàn bà bí ẩn bên bố. Thời điểm đó, cảnh sát không rõ tình hình tài chính của Chisako hiện thế nào và liệu bà ta có tiền tiết kiệm một khoản riêng hay không. Tuy nhiên, khi nạn nhân thứ tư qua đời, Chisako đã lấy nhiều tiền từ các nạn nhân tới mức khó có thể giải thích động cơ của bà ta là do túng thiếu hoặc khốn cùng. Nhiều người cho rằng Chisako thực sự quá độc ác, không màng mạng sống người khác chỉ để thỏa mãn lòng tham tiền. Chisako khai với cảnh sát đã lấy được 16 triệu yên, khoảng 2 tỷ 6 tiền Việt từ ông Honda Masanori. Thẩm phán nói trong phán quyết, Chisako đã dùng công ty mai mối để làm quen với các nạn nhân lớn tuổi, hết người này tới người khác, rồi đầu độc họ sau khi làm cho họ tin tưởng mình. Đây là một tội ác dã man, có ý đồ giết người. Giai đoạn xét xử ban đầu, Chisako khẳng định mình vô tội. Trong một lần lên bục làm chứng, Chisako đột ngột nhận tội, nói nguyên nhân sát hại người chồng cuối là vì ông ta keo kiệt với mình, trong khi đem nhiều tiền cho phụ nữ khác. Một tuần sau đó, Chisako lại lật lọng, bà ta nói rằng mình không nhớ đã thừa nhận giết người. Ngày 7 tháng 11 năm 2017, Tòa án Kyoto tuyên án tử hình bằng hình phạt treo cổ với Chisako Kakehi. Khi bác đơn kháng cáo của Chisako, tòa phúc thẩm cho hay, dù mắc chứng sa sút trí tuệ, bà ta vẫn nhận thức rõ và tính toán trước những vụ đầu độc, thể hiện qua viên thuốc con nhộng chứa cyanua đã được chuẩn bị sẵn. Chisako Kakehi không một lời xin lỗi trước tòa, chi tiết này thể hiện thái độ xem nhẹ tính mạng con người. Tờ New York Times trước đó đưa tin, cảnh sát Nhật Bản cho biết Chisako Kakehi thường lui tới các tổ chức hẹn hò cấp cao để tìm kiếm những người đàn ông đáp ứng được yêu cầu của mình. Khi đã nhắm đến mục tiêu, bà ta sẽ phát động một cuộc tấn công lãng mạn, gửi số lượng lớn email bày tỏ tình yêu của mình đến mục tiêu để giành được sự ưu ái của họ. Những người đàn ông mà Chisako lựa chọn làm mục tiêu đều có đặc điểm chung,
độ tuổi là từ 70 đến 80, thường là nhân viên văn phòng trước đây, từng nhận được mức lương hậu hĩnh, tích lũy được rất nhiều của cải. Họ ly hôn hoặc vợ đã qua đời, sống một mình và mong muốn tìm người đồng hành. Vụ án này trước đó đã được xét xử trong 135 ngày là phiên tòa dài thứ hai kể từ khi Nhật Bản áp dụng hệ thống bồi thẩm đoàn vào năm 2009. Trên thực tế, ngay từ năm 2014, vụ án này đã gây chấn động lớn ở Nhật Bản. Tiểu thuyết gia Nhật Bản Kurokawa cũng đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết kinh dị tội phạm dựa trên Chisako Kakehi. Chẳng bao lâu, các phương tiện truyền thông Nhật Bản bắt đầu nhắc đến trường hợp của Chisako Kakehi bằng tựa đề cuốn tiểu thuyết Gosai Kyo, ngành vợ thứ hay là vợ thứ. Theo như nhận định của các chuyên gia, vì hầu hết phụ nữ Nhật Bản đều trở thành bà nội trợ sau khi kết hôn, nên luật pháp Nhật Bản có mức độ bảo vệ cao đối với người vợ trong việc phân chia tài sản sau khi ly hôn, phân chia tài sản thừa kế. Đây là một biểu hiện văn minh nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, nhưng cũng vô tình gây ra những trường hợp người như góa phụ đen. Không những Chisako Kakehi mà Nhật Bản còn ghi nhận một trường hợp tương tự, thậm chí âm mưu của góa phụ này còn tàn độc hơn. Vụ án đã khiến Nhật Bản rúng động và cho thấy mối nguy hiểm rình rập trên mạng với người già độc thân dễ mắc bẫy lừa đảo tình yêu. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án Thế giới để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.